Ngày 17 tháng 3, Công an quận Hoàng Mai và Cục Cảnh sát Môi trường Bộ Công an đã tạm giữ, lấy lời khai hai tài xế taxi ở quận Hoàng Mai, Hà Nội để làm rõ về hành vi vận chuyển 3 bộ da, 1 cặp đầu cá thể hổ. Theo đó, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 17 tháng 3, Cục Cảnh sát Môi trường cùng Công an quận Hoàng Mai mật phục phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 29E đang dừng phía sau sân bóng Đại An, nằm trong khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp, có biểu hiện nghi vấn. Tiếp cận kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe chứa 3 bộ da cùng 1 cặp đầu nghi là sản phẩm từ cá thể hổ. Qua quan sát, có 1 bộ da hổ dài khoảng hơn 3 mét còn nguyên vẹn, có đầy đủ các phần từ đầu đến đuôi. Bước đầu, hai người ngồi trên xe taxi khai nhận họ đang vận chuyển thuê cho một người không quen ở bến xe nước ngầm. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.